Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thiên đường sau hội chủ nghĩa, có bác sống mãi, sao dân lại chui xe đông lạnh chạy trốn. Mới đây, cảnh sát Cộng hòa Pháp đã cho dừng một chiếc xe tải đông lạnh trên cao tốc e 15 Bắc Lyon. Vào hôm 27 tháng 9 và phát hiện 6 phụ nữ gồm 4 người Việt Nam và 2 người Iraq trong thùng xe chật hẹp chở đầy chuối cảnh sát Pháp đã bắt giữ tài xế xe tải và một cuộc điều tra về hoạt động tình nghi là buôn người. Tuy nhiên, sau đó, người tài xế đã được thả ra. Từ bản, dãy chết luôn là mức mơ của rất nhiều người Việt Nam, kể cả quan chức cộng sản. Những người này được giải cứu sau khi liên lạc với phóng viên BBC để cầu cứu, xin giúp đỡ. Một người trong nhóm này nhắn tin cầu cứu rằng, ở đây rất lạnh, gió máy lạnh liên tục thổi, cô cho biết mô tả cửa thùng đông lạnh đã bị cải chặt bằng một chốt kim loại. Cô gửi kèm theo hai video ngắn trong đó có tiếng nói tôi không thở được. Những người này đã may mắn hơn 39 người trốn trong xe đông lạnh vào nước Anh và bị bắt và phát hiện chết ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại khu công nghiệp của thị trấn Clays, vùng Essex thuộc Anh Quốc. Một trong các nạn nhân của thảm họa này cũng từng nhắn tin cho người nhà tại Việt Nam là cô không thở được và cô đang chết. Kras, công tố viên ở vùng Giano, phía bắc thành phố Lyon, miền Tây, đông nước Pháp cho biết nhóm phụ nữ này lên thùng xe tải có biển số Ireland với hy vọng đến được Anh Quốc hoặc Iran. Trong đó, trên thực tế, chiếc xe này đang giao một lô hàng chuối đến Dundic thuộc Pháp và sau đó chạy đến Ý. Chính quyền Pháp đã yêu cầu bốn người Việt phải rời khỏi Pháp trong vòng 30 ngày hai người Iraq được phép ở lại chờ xin tị nạn. Được biết, hàng năm có hàng nghìn người nhập cư với mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Họ tìm cách nhập cư trái phép vào Pháp rồi từ miền Bắc nước Pháp lại đi đến Anh Quốc. Họ thường trốn trong các thùng xe tải hoặc đi thuyền nhỏ vượt qua eo biển Sơ, nhằm giữa Pháp và Anh, trong đó có rất nhiều người Việt Nam. Thật đau lòng khi đã ở thế kỷ thứ 21 mà người dân Việt Nam vẫn phải tìm mọi cách để mà chạy trốn khỏi đất nước của mình. Trước năm 1975, người dân Việt Nam luôn sống dưới tiếng bom đạn, nhưng không ai chạy trốn khỏi Việt Nam. Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1986, 86, người dân như sống trong trại xúc vật vậy, với kinh tế tập trung và chính sách ngăn sông cấm chợ, đánh tư sản. Đã khiến cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, Giờ đây bản chất địa ngục ấy vẫn còn, nó chỉ đổi màu chứ không mất đi, nên người dân phải tìm mọi cách để mà tháo chạy. Người giàu thì tìm cách nhập cư qua diện đầu tư, diện du học, kết hôn. Nghèo hơn thì xuất khẩu lao động, rồi trốn ở lại, thậm chí tìm cách đi lậu sang các nước từ bản dãy chết. Trước đây, nhà xuất bản sự thật của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng xuất bản rất nhiều sách dối trá về chủ nghĩa tư bản như đế quốc Mỹ trong cơn lẫy chết hay hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới đang ở quá trình suy sụp và tan rã sâu sắc. Tới nay sự thật đã chứng minh xã hội ở các nước tư bản như thế nào mà người dân Việt Nam cứ phải bỏ nước để đi sang. Bỏ xứ thiên đường bất chấp nguy hiểm để trốn sang tư bản dãy chết. Hiện nay các nước tư bản không còn là đối đầu đối với các nước cộng sản nhưng về bản chất chính trị xã hội hai hệ thống vẫn đối nghịch với nhau hoàn toàn ở các nước tư bản đất nước và con người dân giàu có nhân bản tự do trong khi các nước do chủ nghĩa nguyên bản còn sót lại như bắc hàn hay cuba thì đói nghèo dân sống như vật thiếu ăn ở cuba dân đói không đủ lương thực để sống nhưng vẫn phải xếp hàng dài chờ phát thực phẩm bằng tèm phiếu dân đã đói mà lại lãng phí sức lao động xã hội như thế thì không cạp đất là mà ăn mới lạ. Vậy mà chính quyền của Cuba vẫn ra giả tuyên truyền về cách mạng vĩ đại về Fidel Castro vĩ đại. Các nước xã hội chủ nghĩa nửa vời như Việt Nam và Trung Quốc tuy không đói ăn như Bắc Hàn hay Cuba nhưng người dân cũng phải chật vật kiếm sống và không có tự do khi so sánh với xã hội văn minh của phương tây thì việt nam như là một địa ngục một địa ngục được bác hồ vĩ đại xây dựng mà nên ở việt nam nếu dám nói xã hội do đảng bác tạo ra địa ngục thì rất dễ bị ông tô lâm cho bốc lịch nên chẳng mấy ai dám nói ngoại trừ những tiếng nói từ bên ngoài của lãnh thổ việt nam muốn biết xã hội việt nam là thiên đường hay địa ngục thì cứ nhìn xem con cháu quan chức chọn nơi nào để mà đi học để mà định cư thì biết rõ nhất các đại gia và quan chức đua nhau bung tiền núi để chạy cho được quốc tịch của một quốc gia tư bản dãy chết. Thảm họa 39 người chết trong xe đông lạnh từ 5 năm trước vẫn không làm dân Việt Nam trồn bước. Thực chất Đảng Cộng sản Việt Nam là chế độ phong kiến trá hình nhưng tàn bạo hơn và bất nhân hơn những triều đại phong kiến trước đây. Về bản chất, đây là chế độ tập quyền xem dân như là nguồn khai thác là sở hữu riêng của đảng. Cho nên, sau thảm họa 39 người chết thảm trong xe công tê đông lạnh vào năm 2019 tại Anh cho đến nay, vẫn có người Việt Nam liều mạng chui vào thùng xe đông lạnh để tìm cách đổi đời nơi xứ dãy chết là điều có thể hiểu được. Khốn khổ cho những ai đang còn là công dân của nhà nước Việt Nam Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Thiên đường sao chủ nghĩa, có bác sống mãi, sao dân lại chui xe đông lạnh để chạy trốn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người, biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng dành 3,7 triệu tỷ đồng để đẩy cả nước xuống hố. Hiện nay, doanh nghiệp nhà nước nắm khối tài sản lên tới 3,7 triệu tỷ đồng, tương đương với 154 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, GDP của Việt Nam vào khoảng 408 tỷ đô la. Như vậy là khối doanh nghiệp nhà nước đang nắm một nguồn vốn xã hội rất lớn. Việc dùng những chính sách ưu tiên cho khối doanh nghiệp nhà nước đã làm cho thị trường cạnh tranh thiếu công bằng nhà nước làm chính sách riêng cho doanh nghiệp con cưng của mình, trong khi đó doanh nghiệp tư nhân thì phải tự bơi. Được đủ thứ ưu tiên và cấp vốn lớn nhưng khối doanh nghiệp nhà nước chẳng làm ra trò chống gì. Trong chuyến đi Mỹ của ông Phạm Minh Chính từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 vừa qua, ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính đã năn nỉ phía Mỹ công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường được biết trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ năm 2022 là 129 tỷ đô la, trong đó Việt Nam thẳng dư thương mại với Mỹ tới 95 tỷ đô la. Nếu Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, thì thị trường Mỹ sẽ mở rộng hơn cho hàng hóa của Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn trên đất Mỹ. Tuy nhiên nhiều năm qua Việt Nam năn nỉ mãi mà Mỹ thì vẫn ngó lờ. Nguyên nhân là gì? khối doanh nghiệp nhà nước đang chiếm một lượng tài sản khổng lồ và hưởng được rất nhiều chính sách ưu đãi. Như vậy, nền kinh tế Việt Nam sao có thể gọi là kinh tế thị trường đúng nghĩa của nó được? Bàn tay của nhà nước đang can thiệp vào thị trường rất thô bạo. Chính Đảng Cộng sản cũng hô hào rằng nền kinh tế mà họ đang xây dựng là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chứ không phải là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa của nó đâu hãy xem công ty nhà nước như evn đã làm gì công ty này ưu tiên độc quyền mua điện và bán điện nhưng vẫn luôn than là thua lỗ điều đang nói là tổng công ty than lỗ nhưng công ty con thì lại dư tiền gửi ngân hàng hưởng lãi họ được quyền ưu tiên không lo phá sản nếu thua lỗ thì sẽ được cứu bằng tiền của dân vậy nên họ dở chiêu giữ tiền ở các công ty con còn công ty tổng thì lại báo lỗ để mà đòi chính sách để nhà nước cho họ tăng giá điện bù lỗ. Cứ như vậy họ hút tiền của xã hội để trục lợi, trong khi đó họ mang tới cho xã hội một dịch vụ cực kỳ kém cỏi, gây tác hại đến đời sống dân sinh và sức sản xuất của doanh nghiệp. Được đủ thứ ưu tiên nhưng vẫn lỗ để đòi chính sách. Hay hãng hàng không quốc gia Việt Nam Việt Nam Airlines dù thua lỗ triền miên nhưng đều được nhà nước cứu tuy nhiên cứu rồi thì họ lại lỗ tiếp. Dù vậy, họ vẫn được nhà nước hậu thuẫn để kết nối với hãng Boeing trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Hà Nội vừa qua. Trong khi đó, Bamboo Airways đang phải vật lộn với thua lỗ nhưng không thấy ai cứu cả. Con cưng nó khác với con ghẻ như thế đấy. Nên kinh thế này không tạo ra sân chơi bình đẳng giữa các khối doanh nghiệp, nhà nước và tư nhân. Vào ngày 26 tháng 9, báo lao động có bài viết nắm 3,7 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa phát huy vai trò dẫn dắt. Tựa đề cũng là cơ bản nói lên vấn đề của khối doanh nghiệp này. Báo chí nói rằng không phát huy vai trò dẫn dắt, chỉ là nói tránh, thực chất khối này phá nhiều hơn xây. Chính nó tạo ra độ ý cho nền kinh tế, chính nó chèn ép khối doanh nghiệp kinh tế tư nhân và chính nó đã quản lý yếu kém rồi lại hút nguồn vốn và nguồn lực của xã hội để mà bù lỗ vào các khoản của nó gây ra nền kinh tế việt nam đang đứng trên ba chân trụ gồm khối tư nhân khối nhà nước và khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài tức là khối fdi trong khi đó có hai chân trụ đang bị què đó là khối tư nhân và khối nhà nước khối tư nhân bị què bẩm sinh do bị chèn ép quá lớn không phát triển lên được khối nhà nước thì bị què vì ăn chơi trác táng vì chỉ biết phá tiền của xã hội là chính còn lại khối fdi thì chỉ mang lại gdp cho việt nam trên danh nghĩa lợi ích thực sự thì phía nước ngoài hưởng phần lớn chứ không phải là Việt Nam. Nuôi đám doanh nghiệp quốc doanh ăn hại nhưng lại đòi Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường. Nếu sớm dẹp khối nhà nước thì nền kinh tế Việt Nam đã không quẻ quạt đến thế. Khối tư nhân là cây bụi, bị cây đại thụ là khối nhà nước đè cho không thể lớn nổi. Nếu dẹp khối nhà nước thì rõ ràng khối tư nhân có được thị trường rộng lớn được tự do hơn và có được cơ hội lớn hơn. Với 3,7 triệu tỷ đồng, Đảng đã đẩy nền kinh tế Việt Nam xuống hố. Nếu không có khối FDI gánh đỡ và lượng kiều hối khổng lồ hàng năm, thì có thể nói nền kinh tế Việt Nam đã sụp từ lâu rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đảng dành 3,7 triệu tỷ đồng để đẩy cả nước xuống hố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.